Vua lên tiếng hỏi Phật: Trẫm chỉ được nghe Thế Tôn giảng đạo có một lần ở hoàng cung hồi trẫm còn nhỏ. Thế Tôn, hôm nay trẫm muốn hỏi Thế Tôn câu hỏi này: tu hành không biết có kết quả gì không, mà trẫm thấy hàng ngàn, hàng chục ngàn, có khi hàng vạn người bỏ nhà đi tu như vậy. Phật hỏi vua xem vua đã hỏi ai câu ấy chưa. Vua trả lời là vua đã hỏi nhiều vị chức sắc lớn trong các giáo phái, nhưng chưa có câu trả lời nào làm vua vừa ý cả, kể cả câu trả lời của Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Phật nói: Đại Dương, hôm nay Như Lai sẽ nói cho Đại Dương nghe về những hoa trái của sự tu học trong đạo pháp này. Những hoa trái có thể thấy được trong hiện tại, và những hoa trái sẽ hái gặt được trong tương lai. Đại Dương sẽ không cần đi vào các ngõ ngách của lý luận. Đại Dương chỉ cần nhận xét cho tinh tường thì đã có thể thấy được những hoa trái ấy của sự tu học rõ ràng như thấy trái xoài để trên một bàn tay. Đại Dương, ví dụ một người nọ đang làm tôi tớ cho người ta, thức khuya dậy sớm hầu hạ và làm theo mệnh lệnh của chủ. Một hôm bỗng có tư tưởng như sau: chủ là người, mình cũng là người, tại sao mình phải đày đọa mình như thế này? Nghĩ như thế, người ấy từ bỏ thân phận tôi đòi, xin xuất gia tu đạo, đi vào chánh pháp, sống theo nếp sống phạm hạnh, tinh cần tỉnh thức, ăn ngày một bữa, tập thiền hành thiền tọa, đi đứng trang nghiêm, trở nên một vị khất sĩ có uy nghi, có dung hạnh, có đạo đức. Đại Dương nghĩ sao? Biết được vị khất sĩ ấy ngày xưa vốn là thân phận tôi đòi, Đại Dương có gọi người ấy tới và nói: này người kia, hãy lại đây, hãy làm nô bộc cho ta, hãy thức khuya dậy sớm và thi hành mọi mệnh lệnh của ta, hay không? Vua nói: Thế Tôn, trẫm sẽ không làm như vậy, sẽ không nói như vậy. Trái lại, trẫm sẽ cung kính làm lễ người ấy, mời người ấy ngồi xuống để cúng dường, và sẽ ra lệnh bảo vệ cho người ấy đúng theo luật pháp. Phật nói: Đại Dương, đó là hoa trái đầu tiên mà người Sa Môn khất sĩ gặt hái. Người ấy thoát được sự kỳ thị giai cấp, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giàu nghèo, và khôi phục được phẩm cách của một con người. Vua nói: hay lắm Thế Tôn, xin người dạy thêm. Phật nói: Đại Dương, nhân phẩm tuy vậy chỉ là những hoa trái đầu. Vì khất sĩ nhờ hành trì 250 giới mà được an trú trong một trạng thái vô ưu và thanh tịnh. Những người không giữ giới có thể phạm vào các tội lỗi như giết người, trộm cắp, tà dâm, dối gạt, say sưa, và tự đưa mình tới những hình phạt đớn đau về thân thể cũng như về tâm thần. Vị Sa Môn khất sĩ không những hành trì năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối gạt, không say sưa, mà còn hành trì trên 200 giới khác. Vì vậy, vị ấy sống trong một trạng thái thật an ninh, thật nhẹ nhõm, trạng thái mà những người không giữ giới không thể nào có được. Giới luật ngăn ngừa không để cho ta rơi rớt vào lỗi lầm, đem lại cho ta một trạng thái an ninh và nhẹ nhõm. Đó là một hoa trái khác của sự tu học, có thể gặt hái ngay trong thời gian hiện tại. Vua nói: hay lắm Thế Tôn, xin người dạy tiếp cho. Đại Dương, vị Sa Môn khất sĩ không có gì ngoài ra ba chiếc áo cà sa và một chiếc bình bát. Người ấy không có gì để sợ mất, sợ cướp, sợ tháng đoạt. Người ấy không gây thù oán, không sợ ai ban đêm tới hành thích mình. Vị ấy có thể ngủ một mình trong rừng với một gốc cây thanh thản, vô ưu, lặng lẽ. Không sợ hãi là một niềm hạnh phúc lớn. Đó là một loại hoa trái khác của sự tu học, có thể gặt hái ngay trong thời gian hiện tại. Vua bỗng rùng mình, rồi vua nói: hay lắm Thế Tôn, xin người dạy tiếp cho trẫm. Phật lại tiếp: Đại Dương, vì Sa Môn khất sĩ sống đơn giản tới mức tối đa, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, bình bát một chiếc, nhưng cơm ngàn nhà, không nghĩ đến chuyện làm giàu, không chạy theo danh vọng, không tích trữ, không gom góp, sống đúng theo phép tri túc, và không chạy theo một tham vọng hay một ước muốn nào. Sự thảnh thơi là một niềm hạnh phúc lớn.
Đó cũng là một loại hoa trái của sự tu học, có thể gặt hái ngay trong giờ phút hiện tại. Vua thốt lên: Hay lắm, Thế Tôn, kính xin người dạy tiếp cho trẫm. Vẫn với giọng điềm đạm, Phật nói: Đại Dương, nếu Đại Dương biết quán niệm hơi thở, biết thực tập thiền quán, thì Đại Dương mới có được ý niệm về hạnh phúc của người tu. Hạnh phúc đó là thiền duyệt. Vị sa môn khất sĩ biết giữ gìn sáu căn của cảm giác, biết đối trị lại năm loại trở lực của tâm ý là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử và nghi ngờ. Trong khi sử dụng phép quán niệm hơi thở để thực tập thiền quán, vị ấy làm phát sinh những trạng thái hỷ và lạc trong thân tâm mình để nuôi dưỡng thân tâm và đi tới trên con đường ngộ đạo. Những cảm giác dễ chịu do ngũ dục đem đến không thể nào bì kịp với thứ hỷ lạc do thiền định thực hiện. Hỷ và lạc này thấm nhuần thân tâm, trị lành tất cả những âu lo, sầu khổ, thất vọng, đưa người hành giả tiếp xúc với những gì màu nhiệm nhất của thực tại. Đại Dương, đây là một loại hoa trái quan trọng của sự tu học. Loại hoa trái này cũng có thể gặt hái được ngay trong giờ phút hiện tại. Vua nói: Hay lắm, Thế Tôn, xin người cứ giải tiếp cho trẫm. Đại Dương, vị sa môn khất sĩ nhờ an trú tinh cần trong giới luật và chánh niệm mà có định tâm, lấy định tâm ấy mà quán chiếu vạn pháp trên thế gian. Nhờ quán chiếu mà vị sa môn khất sĩ thấy được tính cách vô thường và vô ngã của vạn pháp. Nhờ thấy được tự tính vô thường và vô ngã của vạn pháp nên vị sa môn khất sĩ không bị tham đắm vào bất cứ pháp nào và không bị bất cứ pháp nào trói buộc. Vị sa môn khất sĩ nhờ đó cắt đứt được những sợi dây phiền não thường trói buộc con người. Đó là những sợi dây tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Cắt đứt được những sợi dây phiền não ấy rồi, vị sa môn khất sĩ đạt tới trạng thái giải thoát thảnh thơi. Đại Dương, giải thoát là một hạnh phúc lớn, một loại hoa trái lớn nhất của sự tu học. Đại Dương, trong số những vị khất sĩ ngồi ngay trong thính chúng đây, có vị đã chứng đắc được thứ hoa trái đó. Hoa trái này, Đại Dương cũng có thể gặt hái được ngay trong kiếp hiện tại. Vua nói: Hay lắm, Thế Tôn, xin người tiếp tục dạy dỗ cho trẫm. Phật lại nói: Đại Dương, vị sa môn khất sĩ nhờ quán chiếu về tự tánh của vạn pháp, thấy sâu vào trong tự tính ấy và biết rằng các pháp là không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không một, không nhiều, không đến, không đi. Vị sa môn khất sĩ do đó đạt được cái thấy thanh tịnh, không phân biệt, nhìn vạn pháp trong thế gian bằng con mắt tuyệt đối bình tĩnh, không sợ hãi, không lo lắng, cởi trên sóng sinh tử mà đi vào cuộc đời để cứu độ cho chúng sanh, chỉ bày cho chúng sanh con đường chánh pháp để chúng sanh cũng được nếm hương vị của giải thoát, của vô ưu và của hỷ lạc. Đại Dương, được giúp đỡ người khác, được dắt dẫn người khác ra khỏi vũng lầy của tham vọng, hận thù và si mê, đó là một niềm vui lớn. Niềm vui này là một loại hoa trái rất đẹp đẽ của sự tu học, có thể thực hiện ít ra là một phần nào đó trong hiện tại và sẽ tiếp tục được thực hiện trong tương lai. Đại Dương, các vị khất sĩ trong những tiếp xúc hàng ngày với dân chúng có nhiệm vụ hướng dẫn dân chúng đi trên con đường đạo đức và giải thoát. Đại Dương, các vị khất sĩ tuy không làm chánh trị nhưng cũng đóng góp vào công trình xây dựng an lạc và đạo đức cho xã hội. Hoa trái của sự tu học không phải là để riêng cho người sa môn tu sĩ hưởng thụ mà là gia tài của cả quốc gia và nhân loại. Vua đứng dậy, chắp hai tay lại một cách cung kính, vua bạch: Di diệu thai, Thế Tôn, bằng những lời đơn giản, Thế Tôn đã soi sáng cho trẫm, đã giúp trẫm thấy được giá trị chân thật của chánh pháp.
Thế Tôn đã dựng lại những gì mà đã ngã xuống, phơi bày những gì đã bị che kín, chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, đem lại ánh sáng rọi vào nơi tối tăm. Xin Thế Tôn nhận cho con làm đệ tử của người, cũng như ngày xưa Thế Tôn đã nhận phụ hoàng và mẫu hậu của con làm đệ tử của Thế Tôn. Và vua sụp lạy xuống. Phật mỉm cười, chấp nhận lời thỉnh cầu của vua. Người bảo đại đức Xá Lợi Phất dạy cho vua và hoàng hậu đọc ba lời quay về nương tựa.